Vâng, theo như khảo sát của phóng viên tại nhiều chợ đầu mối thì giá heo hơi xuất chuồng tuy là đã giảm một nửa nhưng mà giá thịt heo bán lẻ tại các chợ hay là các siêu thị thì chỉ giảm có 10% so với cùng kỳ của năm ngoái. Người nông dân thì lỗ nặng, người tiêu dùng thì cũng chẳng được lợi gì. Vậy thì ai là người được hưởng lợi trong tình huống hiện giờ? Là thương lái, là người bán buôn hay là người bán lẻ đây? Phóng sự dưới đây sẽ phần nào cho quý vị câu trả lời. Với thâm niên bán sỉ trên 10 năm tại chợ đầu mối, mỗi đêm ông Tùng xuất bán từ 8 đến 10 tấn heo, lãi 800.000 đồng một tấn. Mức lời lãi này vẫn không đổi cả chục năm qua. Mình chỉ hưởng hoa hồng trong đầu tấn, có nghĩa là 800 đồng một ký, một tấn mình ăn 800 ngàn. Cái đó nói chung là cái quy luật ở trong cái chợ, ai cũng vậy hết. 37 đến 362, đến cái giá người lái nhận được, đó. Còn cái giá 800 đồng một ký đó là mình chi phí trong các khoản trong cái chợ. Chợ Bình Điền nơi tập trung tới 90% lượng heo sau khi giết mổ cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Với mức giá tăng thêm khoảng 10% sau khi vào chợ, 300 tấn thịt mỗi ngày được phân phối lại cho các chợ lẻ. Heo chỉ là mua nguyên con, chuyên ảnh về anh mới chế, anh pha lóc ra. Anh pha lóc ra từ cái xương, đùi, rồi vá dội, nạc, mỡ. Thành ra cái đó nó tăng lộ nó bán. Ví dụ như hồi đó thịt đùi nó 60, bây giờ nó bán 50, nó cũng không xuống được nhiều. Về chợ lẻ nó bán khác nhau nữa, mình cũng không nói được. Và đây là điểm cuối cùng thịt heo đến tay người tiêu dùng. Thịt này bán sao vậy chị? Tính ra ký là bao nhiêu một ký? Một ký 100 là tiền non, còn ba gọi thì 80.000 một ký. Mặc sao lắm đó. Ủa, giá heo hôm nay nghe nói hạ lắm mà sao? Thì ăn cứ mua cả chợ đi là ăn mốt à? Ăn cây cô này, cô này ngay bên cạnh này cô mới mua đấy. Lợi nhuận của thương lái hầu như không đổi. Lời lãi của người bán sỉ cũng hầu như giữ nguyên. Giá heo đến tay người tiêu dùng dường như được quyết định bởi người mua bán trực tiếp cuối cùng. Mua một bán hai, một con heo bán ra sau khi pha lóc có thể lãi từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 7 bằng số lỗ người chăn nuôi với mỗi con heo xuất chuồng. Dù giá heo hơi rất thê thảm, người tiêu dùng không vì thế mà được mua thịt với mức giá rẻ hơn. Vậy là đã khá rõ. Thương lái và người bán buôn thì gần như là không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà cũng không có lợi nhiều hơn bao nhiêu khi mà giá heo hơi sụt giảm. Người được hưởng lợi rõ nhất chính là các đầu mối bán lẻ. Nhờ vào khả năng quyết định giá bán, thậm chí là đôn giá của mình, mặc cho người nuôi heo mất công mất sức hàng tháng trời, cũng phải chấp nhận lỗ cả triệu bạc mỗi con heo khi xuất chuồng. Cần bảo giá heo không biết là khi nào sẽ kéo dài tới bao giờ, nhưng mà biện pháp ứng cứu thì cũng không biết là bao giờ sẽ được triển khai. Nhưng mà chắc chắn việc treo chuồng vỡ nợ không còn là viễn cảnh với nhiều người chăn nuôi.